Thôi mà em cứ vô đi, có anh ở đây mà, em đừng có sợ. Anh, mình giữ nó lại nha. Em nói gì kỳ vậy? Không phá để hôm cho chết hả? Nhưng nó cũng do mình tạo ra mà. Anh biết rồi, nhưng không phải lúc này. Em nghe lời anh đi, rồi em muốn sao anh cũng chịu hết ha. Nhưng mà Không có sao đâu, thôi ngoan đi, anh đưa em vô. Đây nè, em ngồi đi. Có anh ở đây với em rồi mà, không sao đâu nha em. Em cũng sợ lắm. Em yên tâm đi. Mời cô Nguyễn Thị Hồng vào trong. Em ngồi đợi nha, anh vô làm thủ tục cho em. Em vào đi. Anh nói rồi, họ ưu tiên cho em trước rồi đó. Nha, vô đi em. Yên tâm đi mà, đừng có sợ. Thôi, vô đi em. Cô ngồi đợi một chút đi. Bác sĩ, có đau không bác sĩ? Nhẹ nhẹ nha bác sĩ. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Tao lúc sung sướng không nghĩ tới chuyện này đi, rồi giờ vô đây năn nỉ tôi. Nhẹ nhẹ thôi bác sĩ ơi, em sợ quá. Cô nằm yên đi, tôi mới làm được chứ. Nè cô, cô tìm anh chàng lúc nãy phải không? Dạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thấy anh ở đâu không bác sĩ? Đưa cô vô phòng xong á, anh ta lén lút bỏ đi rồi. Không thể nào. Anh hứa ngồi chờ em ra mà. Tôi mà lạ gì cái anh chàng đó nữa. Lần trước á, anh ta đưa tới đây một cô vừa trẻ vừa đẹp, lần này thì tới lượt cô. Tôi cũng thấy lạ, tại sao lại có quá nhiều cô gái tin lời anh ta đến như vậy? Ủa mới cưới sao ly dị? Trời, chuyện này mới biết á. Sao rồi Trinh? Anh ta có nói chuyện cưới xin gì với em chưa? Chị ơi, bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Anh Ca mà biết, chắc anh giết em chết. Rồi má em nữa, chắc em chỉ có nước chết thôi. Em bình tĩnh đi, có chuyện gì em kể chị nghe coi. Có chuyện gì mà em khóc lóc đòi sống đòi chết vậy? Trinh à,
Bây giờ thì không thể giấu anh Kha được nữa. Vì đằng nào á, trước sau gì anh Kha cũng biết. Em phải nói để anh Kha còn biết cách giải quyết nữa chứ. Em không dám nói đâu. Mấy chị nói đi. Em nói đi. Anh à, Trinh yêu Du. Nó làm Trinh có bầu rồi bỏ của chạy lấy người rồi. Cái gì? Trinh, có chuyện đó thật không? Trời ơi là trời. Cái thằng khốn nạn. Mày nói đi, nó ở đâu để tao đi kiếm nó. Em không biết. Giờ này mày còn nói không biết là sao? Vậy cái lúc mày làm chuyện động trời này, mày có nghĩ tới hậu quả không? Mày có nghĩ tới má, tới anh mày không? Anh hãy bình tĩnh chút đi anh Kha. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Trời ơi. Giờ anh có trách Trinh á, thì mình cũng không giải quyết được gì đâu. Có trách á, thì trách thằng Du kìa. Vì tiến giờ á, mình cũng không biết kiếm nó ở đâu nữa kìa. Em không chịu đâu. Em sợ lắm. Cách đó tội lỗi lắm anh Kha à. Tội lỗi gì á là ở người lớn. Chứ đứa nhỏ làm gì nên tội đâu. Mình không được cướp đi mạng sống của nó đâu anh à. Vậy thì bây giờ anh phải làm sao đây chứ? Anh hai, em xin anh. Anh để em xin nó ra đi. Em sẽ đi kiếm việc làm để nuôi nó. Em nghĩ kỹ lại đi. Lương công nhân 3 cọc 3 đồng có đủ để em lo cho nó không? Anh à, anh đừng. Còn có tụi em nữa mà. Có gì thì tụi em sẽ phụ với Trinh để lo cho đứa nhỏ. Khanh nói phải đó anh Kha à. Tụi em coi Trinh nó như em gái vậy đó. Có gì thì mình ăn cái đó. Tiết kiệm một chút chắc cũng được mà anh. Nếu mọi người cùng chung tay thì khó khăn gì cũng vượt qua được mà. Không phải anh đã từng nói với em câu đó sao? Nha anh. Tôi muốn xin nghỉ việc. Sao con lại làm như vậy? Tôi cảm thấy tôi không thể tập trung vào công việc được. Nên tôi... Con đừng tránh mặt ba nữa Khánh. Bây giờ nếu con mệt mỏi thì con có thể nghỉ ngơi một thời gian. Chừng nào làm lại cũng được mà. Nhưng mà tôi... Đừng vì tránh mặt ba. Ba biết con thích công việc này mà. Hiện tại nếu con chưa chấp nhận được ba thì con cứ coi ba như trước đây. Con cứ làm việc bình thường là được rồi. Xin phép giám đốc tôi ra ngoài. Mình ngồi bên kia nghe. Dạ. Xin lỗi anh chị dùng gì ạ? À? Em muốn gì? Cho em nước dâu. Cho anh một cà phê sữa đá nghe em. Dạ. Có phải em muốn trách mặt ba em nên mới xin nghỉ việc phải không? Anh đừng nhắc tới ông ta nữa. Em đã quên hẳn là mình có người cha đó rồi. Thực sự ba em là người rất tốt. Em cũng hiểu mà. Con người không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng quan trọng là người ta có biết phục thiện hay không. Cũng
cũng như anh vậy. Quá khứ của anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Nhưng em vẫn dành cơ hội để được ở bên em. Em nên suy nghĩ lại và cho ba một cơ hội để ông chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm. Có lẽ em cần thời gian để mọi việc lắng lại. Em uống nước đi. Bữa nay em thật là tuyệt vời. Thôi đi cha, làm như là lần đầu vậy đó. Anh nói thiệt chứ bộ. Ở lại với anh nha, tới tối ha. Muốn vậy? Sao ngay từ đầu anh không vô khách sạn? Đây đâu phải là phòng riêng của anh. Lỡ như... Anh hiểu rồi. Yên tâm đi. Hôm nay thằng Phi nó đi cả ngày lận. Anh biết vậy nên dẫn em về đây nè. Khách sạn làm gì cho tốn tiền? Tiền này do em chi, anh có phải tốn đồng nào đâu mà anh lo. Cho dù là tiền của em, nhưng mà cũng phải biết tiết kiệm chứ. Thấy chưa? Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo lại về rồi đó. Vậy mà anh dám nói. Cái thằng này đã dặn được có về giờ này rồi mà. Em nằm yên đây đi ha. Chắc là nó quên gì đó nên về lấy thôi. Thằng quỷ, để quên gì mày? Lúc khác hãy về, làm phiền quá. Đợi tao chút. Chuyện gì vậy anh? Không phải anh Phi về hả? Có con nào trong đó phải không? Không có, không có. Cái đó tránh ra coi, tránh ra. Sao vậy anh? Bà này là ai? Đây là tôi á, là người tình của Du. Còn cô là ai? Cái gì? Đây là người tình của anh hả? Vậy là sao hả? Anh lừa dối tôi phải không? Anh không có. Cái này là... Anh là đồ sở khanh, dối trá. Anh đã nhận tiền của tôi và hứa sẽ thương yêu một mình tôi. Vậy mà anh dám? Anh ta cũng nói vậy với tôi, và đã nhận của tôi không biết bao nhiêu tiền. Tôi cung phụng cho anh ta đầy đủ để giữ anh ta làm của riêng. Nhưng không ngờ... Vậy bây giờ cô tính sao? Tôi đến đây để tìm anh ta, cùng phận đàn bà với nhau. Tôi coi cô á là nạn nhân trong vụ này. Tôi không coi cô á là người lẫn tay trên thằng bồ trẻ của tôi, nên tôi không so đo tính toán với cô đâu. Bây giờ chị muốn làm gì anh ta thì chị cứ làm đi. Anh ta có sống hay chết là do chị quyết định thôi. Em à, em... Sao cưng? Cưng còn gì để nói nữa không? Em Mày thay cho Du lần này đi. Du hứa Du không bao giờ tái phạm nữa đâu. Nha mày. Em ngồi dậy ăn trái cây nè. Em phải ăn nhiều rau, trái cây thêm một chút nữa. Lúc này em thấy da em hơi bị khô đó. Có được em rồi, bắt đầu chuyển giọng. Giờ em khô, em héo hả? Đâu có đâu.
Da thì có khô, nhưng mà điện nước vẫn tràn trề. Ghét anh ghê, cái gì cũng giỡn được. Anh nói giỡn cho em vui mà. À. Ngọt hơn. À. À. Sắp tới á, em phải gửi thêm một ít tiền về quê cho má. Anh đưa em thêm một ít nha. Trời nãy ăn ngọt nghe này hơi chua. Anh nói giỡn thôi. À, để anh đưa cho ha. Nè em, nhiêu đó đủ chưa? 3 triệu đó. Cũng tạm được. Nhưng sao bữa nay anh đưa ít vậy? Mọi khi đưa dư dả lắm mà. Mấy bữa nay anh có nhiều việc phải chi. Thôi được rồi, để chiều anh đi lấy tiền thêm rồi anh đưa cho em nha. Chị coi với. Tin này mới nè chị. Đâu, tờ báo này chị chưa có đọc hết. Em nói cái tin này á hả? Anh mang trái cây cho mấy em nè. Ủa anh? Ủa anh Kha. Cha, ngon quá ta. Cảm ơn anh Kha nhiều nha. Em á, phải ráng ăn uống và giữ sức khỏe nghe Trinh. Nếu có thấy đau hay khó chịu gì á, thì cho anh hay. Hoặc là nói với mấy chị biết liền đó, biết chưa? Dạ. Để em gọt trái cây cho mọi người ăn nha. Ba. Sao? Hết tiền rồi bây giờ mới chịu mò về phải không? Bà nói kỳ không? Nhà tôi thì tôi về, chẳng lẽ tôi đi đâu? Ông bà cũng còn biết tới cái nhà này nữa hả? Bà này kỳ cục. Về nghe nói gì đâu không? Bà nè, chiều nay tôi phải tiếp khách mà hết tiền rồi. Bà chia cho tôi một số nghe. Ông mới lấy đây có mấy bữa, mệt nhanh vậy? Tiền đưa cho gái ngày sao mà hết vậy? Nó bị nó bạ không à. Làm cái nghề này phải chi biết bao nhiêu là thứ. Hả? Những thứ gì đâu, ông nói tôi nghe coi. Thì bệnh viện biết bao nhiêu trang thiết bị phải nâng cấp, rồi thay mới nữa. Còn tiền nhà tiền cửa nữa làm chi? Mà tôi thấy cũng lạ nghe. Gì lạ? Nhà cửa như vậy không chịu ở, lại đi mướn nhà chung cư ở một mình chia cho tốn kém thêm vậy. Thôi, tôi sắp tới giờ hẹn rồi. Bà làm ơn mà đi lấy tiền giùm tôi đi. Còn cái chuyện em có thai á, thì cứ để từ từ. Khi nào thuận tiện thì anh sẽ nói cho má biết. Em đừng có lo. À Khánh nè. Dạ. Dạo này nụ sao rồi em? Nụ sống có hạnh phúc không? Hôm bữa anh gặp nụ, thấy nụ khác quá. Em thấy cuộc sống của chị tuy đầy đủ hơn trước, nhưng mà chị cũng đáng thương lắm anh à. Chị sống với ông bàn bác sĩ gì đó, ổng hay ghen, không muốn chị qua lại với ai hết. Giờ chỉ hoàn toàn phụ thuộc vô ổng, nên không dám nói một lời nào hết. Anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện của nụ. Cũng tại anh mà nụ mới như vậy. Anh,
Hay là anh thử khuyên chị Nụ đi, biết đâu chị nghe lời anh mà thay đổi cuộc sống của chị thì sao? Ừ. Mọi người ăn trái cây đi. Ăn đi. Em ăn đi. Mọi người ăn đi. Dạ. Nè Khánh. Chơi thì thôi nha, tôi không ép đâu đó. Mà làm gì nhiều lắm vậy? Có chuyện tôi mới xài chứ. Thôi, nè. Cảm ơn bà nghe. À, tôi đi. Cuối tuần tôi về ha. Ông liệu hồn đó nghe. Tôi mà biết được á, ông đưa tiền cho gái á, tôi không để cho ông yên đâu đó. Ừ, bà này. Ừ, nhìn kìa. Em thấy cuộc sống của chị tuy đầy đủ hơn trước, nhưng mà cũng đáng thương lắm anh à. Chị sống với ông bàn bác sĩ gì đó, ổng hay ghen nên không muốn chị qua lại với ai hết. Giờ chị hoàn toàn phụ thuộc vào ổng, nên cô không dám nói một lời nào hết. Cưng ơi, đâu rồi? Nè, có anh mua cho em cái gì nè? Ủa? Đây. Anh mua cái gì mà nhiều quá vậy? Coi đi. Đây nữa nè. Thôi. Chào, có thích không? Ừ? Chào, em có thích không? À, thích. Em thích lắm. Ừ. Cảm ơn anh nhiều nha. Có gì đâu. Nhưng... Gì nữa? Lần sau á, anh dẫn em đi mua với anh thì tốt hơn. Em có thể lựa những gì em thích. Ừ. Ừ. Anh mệt không? Ừ. Để em đấm lưng cho anh ừ, nha. Ừ, bóp dây. Ừ, đã quá. Bữa nay sao anh có nhiều tiền mua đồ cho em vậy? À, anh mới về nhà lấy á. Anh nói gì vậy? Anh về nhà lấy tiền? Ờ. Đây là tiền của vợ anh hả? Thôi mẹ em quan tâm làm gì? Cái tiền này là do hai bàn tay của anh làm. Rồi anh gửi cho bà thì giờ khi nào anh cần hết tiền thì anh về nhà anh lấy có sao đâu. Dữ không? Tiền làm được bao nhiêu đưa hết về cho vợ. Mà thôi, tiền của anh muốn làm gì thì làm. Em đang nghĩ gì vậy? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Miễn sao là anh chu cấp cho em đầy đủ là được rồi ha. Anh đưa thêm cho em một ít nữa nha. Em gửi thêm về quê cho má em, mua thuốc cho thằng em. Ừ, được rồi, lát anh đưa cho. Em. Đi làm cả ngày mệt á, anh chỉ mong về nhà được ôm em, được hôn em là anh khỏe liền. Ừ.
Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Excuse me, I bought this shirt. Máy bay chở khách AN-148 của Nga đã gặp nạn trong quá trình bay thử, làm toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Có còn hơn không? Hoàn toàn tuyệt đối. Rồi cách làm đề thi thì tốt, làm trong chương trình không có quá khó đối với thí sinh, cái tính phân loại cao. Thì cái đó là những cái thành công. Alo. Công tác tổ chức của bộ. Chị nè. Cái về xã hội thì. À, chị biết địa chỉ của nó rồi. Quan tâm cho cái thí sinh. Em cho vài đứa tới rồi mình đi luôn nha. Ờ, chị biết rồi. Thanh niên tình nguyện cũng đã ra sức giúp cái đề thí sinh ở xa, rồi là các tổ chức xã hội quân. Gọn nha, phải cho nó nếm mùi khổ sở mới được. Xong việc chị thưởng thêm cho mấy đứa. Chị yên tâm đi, mấy vụ này hả, chị làm ngọt lắm. Được lắm ông Ban, ông dám giấu tôi nuôi gái ha. Tôi đã cảnh cáo ông rồi mà ông nghe ha. Em ở đây vậy? Vợ ông Ban gì đó đang đứng ngoài hành lang á. Có mấy thằng lưu manh nữa, bà tới đây kiếm em đó. Anh nói cái gì? Anh mới đi ngang qua nghe, bà tới đây tìm em đánh ghen đó. Thôi chết em rồi. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Đúng cái nhà này rồi. Sao em vậy? Đó, cái nhà đó đó. Ủa, nãy em thấy có người vô đây mà. Dạ đúng rồi đó chị. Giờ sao đúng chị? Rồi đó, vào đi. Đúng không chị? Mở cửa đi. Đặt cửa đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Anh làm gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Em cứ làm theo anh đi. Chỉ còn cách này thôi. Mấy người làm gì vậy? Sao lại vô nhà vợ chồng tôi? Chết rồi em ơi. Lộn nhà rồi. Ủa mà hôm trước chị theo ông Ban vào đây mà. Trời đúng là cái phòng này mà làm sao nó kỳ vậy ta? Chắc chị nhìn lộn rồi. Ở đây là nhà người ta mà. Ông mang vào đây để làm gì chứ? Ủa đây căn nào cũng giống nhà ở trường á. Chị nhìn lầm rồi đó. Lầm đâu mà lầm. Cái nhà này. Nhà này trước giờ là của vợ chồng tôi. Không có ông Ban ông bệ nào hết á. Mấy người cảm phiền á, đi ra khỏi đây đi. Làm mất cả hứng. Xin lỗi cậu nha. Gấp quá tôi lộn phòng thôi. Đi thôi tụi bay. Đi. Nhìn gì nữa? Bà còn đứng đây làm gì nữa? Hay đợi tôi kêu công an? Xin lỗi. May mà có anh. Không thì em cũng đã nhìn thấy rồi đó. Bây giờ mình phải đi khỏi đây thôi. Nhưng ông Ba về không nhìn thấy em rồi sao? Trời đất ơi, bây giờ là lúc nào mà còn ông Bệ ông Ban nào ở đây nữa? Muốn chết hả? Ổng mà biết giờ ổng tới đây, ổng không chuồn mới là lạ đó. Em nghe theo anh vậy. Em lấy đồ đi rồi mình đi. Thank you.
Anh Ban, hôm nay vợ anh đã kéo tụi giang hồ tới nhà tôi. Tôi rất sợ. Tôi nghĩ anh nên về với vợ anh đi. Dù không thật sự có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Tạm biệt. Thơm ơi, mở cửa. Thơm. Thơm ơi, Thơm. Thơm ơi. Nụ nè Thơm ơi. Ủa nụ. Thơm. Bạn tụi em nè, anh trao nụ lại cho tụi em đó. Mấy chị em ngủ sớm đi nghe. Dạ. Anh về nghe. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha. Ủa, sao mày về giờ này? Ờ, tối nay tao ngủ lại đây nha. Ừ, mày vô đi. Nè, mày đi thay đồ đi. Mà mày ăn gì chưa vậy? Lúc chiều tao ăn rồi, nhưng mà bây giờ cũng hơi đói. Ừ, tao nấu mì cho mày ăn nha. Ủa, chị Nụ mới về hả? Ừ, chị mới về. Chị ăn gì chưa? Thơm nó đang nấu mì cho chị kìa. Ừ. Chị Nụ có sao không? Chị cũng không sao đâu. Nè, mày ăn đi. Bộ có chuyện gì hả chị? Ông Ban làm gì chị mà nửa đêm nửa hôm chị về đây vậy? Không phải ông Ban, mà là bà vợ già của ổng. Trời đất, rồi mày có bị sao không vậy? Mày làm gì vậy? Nếu bị gì á, tao đã không còn ngồi ở đây rồi. Mà sao chị thoát được bả vậy? Cũng may anh Kha tới tìm chị kịp lúc, nên chị mới thoát được bả. Với cả mấy thằng giang hồ nữa đó. Chị sợ quá, chị lấy quần áo chạy về đây luôn. Vậy là tốt rồi. Mày dừng lại lúc này là còn kịp á. Chứ để mà vợ ông Ban phát hiện ra, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Lúc chiều tôi sợ lắm, không biết phải làm sao hết. Cũng may có anh Kha ở bên cạnh trấn an tao. Rồi anh khuyên tao nên về đây cho an toàn. Mày á, đã về đây rồi thì đừng có đi đâu nữa. Hôm nay á, mày tránh được bả, nhưng mà biết lần sau mày có tránh được không? Không có ai á, may mắn á, tới hai lần đâu. Tao cũng tính vậy. Chứ bây giờ tao cũng không biết phải làm sao nữa. Chị về đây có mọi người ở chung, chị khỏi lo gì hết. Nếu mà có chuyện gì á, thì mọi người sẽ giúp chị mà. Thôi, chắc mày cũng mệt rồi đó. Ăn xong rồi mau đi ngủ đi. Mày còn có tụi tao, đừng có buồn nữa nha.
Cậu cưng ơi, nậu ơi, lại đi đâu nữa rồi không biết. Anh Ban, hôm nay vợ anh đã kéo tụi giang hồ tới nhà tôi. Tôi rất sợ. Tôi nghĩ anh nên về với vợ anh đi. Dù không thật sự có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Tạm biệt. Mày chuẩn bị hồ sơ đi, rồi tới xí nghiệp tao nộp thử xem sao. Ờ à, đúng rồi, hình như là sắp mới có đợt tuyển người thì phải đó chị. Hay là Khánh xin giám đốc dùng chị được không? Chắc thôi để em nhờ anh Thuấn cho, tại vì em muốn gặp mặt ông ấy. Mày yên tâm đi, tụi tao hỏi anh Thuấn cho. Thôi lẹ đi chị, sắp tới giờ làm rồi. Sao? Tụi bay tìm ra nó chưa? Cái gì? Căn hộ bữa đó là chính xác hả? Trời ơi, cái con trời đánh này. Trời ơi, mình bị tụi nó qua mặt rồi trời. Ông Ban ơi là ông Ban. Mày cho người theo dõi nó coi xem nó đâu ra chưa? Tao sẽ lột da nó cho mày coi. Tôi đi làm nghe bà. Bà đi làm không đó? Hả? Bà nói kỳ đi làm chứ đi đâu. Ông đó, đi làm hay đi hẹn hò với con nào nữa đây? Cứ vậy hoài. Thôi tôi đi nghe. Ông đó nghe, giỏi lắm. Ông mới ra ngoài đó nghe tụi bay. Tụi bay theo dõi ông cho tao đó. Nụ. Ông tới đây làm cái gì? Mấy bữa nay xem không về nhà. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Ông vẫn còn lo cho tôi hả? Vậy mà tôi tưởng ông sợ bà vợ lớn của ông quá nên không dám ra khỏi nhà luôn chứ. Em đừng giận mà. Anh... Thôi, ông không cần phải giải thích đâu. Ông về với bà vợ của ông đi. Em về nhà với anh đi. Em ở đây anh không an tâm chút nào hết. Về đó để giờ ông giết chết tôi luôn hả? Mà bà ta đâu có đi một mình, có mấy thằng đàn em giang hồ của bà nữa chứ. Không có chuyện đó đâu. Em về nhà với anh đi mà nha. Ông làm ơn để cho tôi yên đi. Về đó tôi không sống nổi đâu. Nhưng mà mình có nhà có cửa. Em ở đây làm cái gì chứ? Em cứ yên tâm về đi. Anh bảo đảm với em là không có ai làm gì em đâu. Tôi không có về đâu. Tôi thấy sợ bà vợ của ông lắm rồi. May là bữa đó có người can thiệp kịp thời nên tôi mới thoát được. Chứ lần sau biết tôi có còn gặp bay như vậy nữa không? Anh biết rồi. Nhưng bây giờ em cứ về đi. Nếu em không muốn ở đó nữa, anh mướn nhà khác cho em ở.
Dù có ở đâu thì cũng có người tới kiếm chuyện thôi. Vợ ông đâu có đơn giản. Bà ta nhất định không để yên cho tôi đâu. Tôi thấy tốt nhất mình nên tiếp tục ở lại đây. Ngủ xem lại tuyệt tình quá vậy. Có phải em có người khác rồi phải không? Tôi biết mà. Bây giờ em xinh đẹp rồi nên có nhiều người đeo đuổi lắm. Em chê tôi già phải không? Không xứng đáng với em cho nên em đưa ra nhiều lý do như vậy để em bỏ anh. Bây giờ thì em đã đạt được những cái mà em đã muốn rồi, có đúng hay không? Anh hơi quá lời rồi đó. Vậy chứ ông có nghĩ giờ ông thuê người tới đánh tôi, tôi phải khổ sở và nhục nhã như thế nào không? Nụ à, anh xin lỗi em mà. Tại vì anh thương em quá đó. Em cũng biết là anh lo lắng cho em biết dừng nào mà. Hả? Nhưng mà tôi không muốn sống một cuộc sống chui nhủi và luôn luôn nâm nấp lo sợ như vậy. Bà ta có thể đánh đập, thậm chí giết chết tôi nữa kìa. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng thực sự là tôi không thể tiếp tục sống với ông được nữa. Tốt hơn hết, ông nên quay về với vợ ông cho yên chuyện đi. Không được, anh không thể nào xa em được hết đó. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Mình sẽ mướn nhà nơi khác, rồi cẩn thận hơn, sẽ không ai biết đâu em à. Nha. Trời. Nè, nè. Nụ. Ông làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Cậu là ai vậy? Chuyện của tôi với cô nụ này thì liên quan gì tới cậu hả? Tôi là ai không quan trọng, nhưng nụ đã muốn chấm dứt quan hệ với ông thì ông hãy để cho nụ yên đi. Chuyện của người khác, tốt hơn hết là cậu không nên xen vào. Nụ, em cứ về sống với anh. Anh cam đoan với em là không ai dám đụng tới một sợi tóc của em hết. Ôi trời trời trời, chạy đâu dữ vậy? Hả? Trời ơi, mày chết. Thôi mà, thôi mà. Tao sát như vậy cho mày nhớ nghe mày. Hồi nào á thì úp vô đó, đừng có đĩa đói mà mày đặt đeo chân hạt, nghe chưa con? Buông ra. Sao bây giờ ông chịu theo tôi về nhà chưa, hay là ông vẫn còn muốn theo nó hả? Tôi có bỏ bà hồi nào mà không về với bà. Ông ơi, mày nghe chồng tao nói gì chưa mày? Nếu lúc đầu á mày không mơ tưởng cao sang thì bây giờ mày đâu phải lãnh hậu quả như vậy. Thôi mà, tha cho nụ đi. Thôi mình về đi bà, đừng có hành hạ người ta nữa. Làm như vậy là mang tiếng ác nữa. Ông đau lòng khi thấy nó bị như vậy sao? Nhưng mà tôi thấy bà làm vậy là đủ lắm rồi. Ông đau lòng khi thấy nó bị hành hạ. Dạ ông có biết tôi đau lòng khi ông đã lừa dối tôi hay không hả? Kìa. Mấy người tha bà, cho tôi đi. Tại sao bà lại nghĩ tôi lừa dối bà? Bà không thấy sao? Tiền bạc làm ra bao nhiêu tôi đều để cho bà giữ hết mà. Còn cái chuyện quan hệ bên ngoài, đó là cái chuyện quan hệ qua đường thôi mà. Ăn bánh trả tiền thôi. Bà lớn rồi, bà không nghĩ được cái chuyện đó hay sao? Bà suy nghĩ kỹ đi. Nó theo tôi là tại vì tôi có nhiều tiền. Tôi đưa tiền cho nó thì tôi phải lấy lại cái khác chứ. Cái kiểu quan hệ như vậy thì bà hiểu là gì rồi còn gì nữa. Bà ghen tuôn như vậy, bà mệt, bà hao mòn sức khỏe, bà mất sắc đẹp hết. Bà hiểu chưa? Tôi có làm gì bên ngoài á, không bao giờ tôi bỏ bà hết mà. Hả? Mày nghe rõ chưa mày? Bữa sau thì nên nghĩ tới hậu quả trước làm những chuyện tương tự như vậy, nghe chưa con? Đừng có xe xua đua đòi.
mà bản thân lại phải chịu đựng cực khổ. Chống cửa mày. Mày. Công an tới, công an tới kìa. Công an tới kìa. Công an tới chị ơi, chị đi. Về tụi bay. Nụ. Cả tụi bay. Ông có về hay không? Nhìn cái gì? Nụ. Lại lên. Em có sao không nụ? Nhìn lên, nhìn lên. Nụ, em có sao không? Xe lại lên. Lên xe về luôn với tôi. Trời ơi. Trời, sao bà gan quá vậy? Bà không sợ tụi nó sao? Tại tao sợ con nụ mềm xương với bà chằn đó. Tao cũng run thấy mồ á. Ủa, mà công an đâu? Tao nói dốc á, làm gì có công an nào. Vậy sao bà không báo công an thiệt đi? Mày mắc cười quá. Mày đừng có xúi dại tao. Tao báo công an thiệt, lỡ tụi nó biết tụi nó trả thù sao? Trời, vậy mà tôi cứ tưởng bà biết đứng về chính nghĩa chứ. Trời, tội nghiệp nhỏ quá à. Nhưng mà tại nó lấy chồng người ta mà, đàn bà mà, ai mà không ghen. Ê, tụi nó về kìa. Hình như Khánh Như Thơm về kìa. Dì Năm. Hả? Chuyện gì vậy dì Năm? Trời ơi. Dạ? Tụi bay vô coi nụ nó có làm sao không. Nó mới vừa bị ta đánh ghen đó. Hả? Nhanh nó đi. Nó đang khóc trọng kìa. Chị Nụ, bà đánh mày đau lắm phải không? Mày có bị thương ở chỗ nào không vậy? Cũng tại anh bị tụi nó giữ bên ngoài, cho nên Nụ mới bị đánh như vậy nè. Không sao đâu anh, em đáng bị như vậy mà. Em đừng tự trách mình nữa. Từ hôm nay em quên hết những chuyện không hay đi. Con người ai cũng có lúc vấp ngã. Quan trọng là sau này em như thế nào thôi. Mà sao cái bà đó ác dữ vậy trời? Đánh con người ta ra nông nổi này mà được á hả? Chị đã về đây rồi mà bà còn chưa yên tâm sao? Cũng tại chị bút bút nông nổi. Bà ghen cũng đúng thôi mà. Ông vô đây cho tôi. Buông ra đi. Bà làm gì? Bà làm tôi đau nè. Buông ra cái coi. Bà làm vậy người làm tao thấy kỳ lắm. Xấu hổ hả? Ngồi xuống đây cho tôi. Ông là thứ đàn ông khốn nạn mà. Cứ nghĩ tới cái chuyện ông lừa dối tôi á, ông đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền bạc của tôi rồi. Tôi chịu không nổi ông nữa rồi đó. Sao ông chết quách đi cho rồi? Bà nói gì kỳ vậy? Tiền bạc trong nhà này cũng một tay tôi làm ra, đâu phải của riêng mình bà đâu. À, ông giỏi quá ha. Nói như vậy mà ông vẫn chưa nhận ra cái việc làm sai trái của ông nữa hả? Vậy thì ông đi luôn đi. Ra ngoài mà sống với con quỷ đó cho thoải mái. Ông đi khúc mắt tôi đi. Ông đi rồi thì ông đừng bao giờ giác mặt về cái nhà này nữa nghe chưa. Đi. Bà vừa phải thôi nghe. Bà đừng có thấy tôi nhịn rồi bà làm tới nghe không. Tôi không sợ bà đâu. À, không sợ thì ông lại tiếp tục đi tìm con nhỏ đó được phải không? Tôi không thể nào chịu nổi cái thói trăng quan của ông nữa nghe chưa. Tôi sẽ ly dị ông cho coi. Bà muốn ly dị thì bà ly dị. Bà làm đơn đi tôi ký. Bà tưởng tôi sợ hả? Tôi ngán bà tới tận cổ rồi nè. Được. Kỳ này tôi sẽ cho ông ra ngoài bằng tay không nè. Ha. Coi ông hết tiền hết bạc thì có con nào nó dám đi theo ông nữa hay không. Lâu nay ông sướng quá nên ông sanh tật. Nhưng ông quên rằng tất cả những cái tài sản trong căn nhà này đứng tên tôi, kể cả căn nhà này và cái phòng khám của ông nữa đó. Đó là những thứ tài sản của ba má tôi để lại cho tôi trước khi tôi cưới ông. Nhưng mà nếu ly dị thì không còn một cái chuyện gì để chia chác nữa, ông hiểu chưa? Ông nghe cho rõ đây. Tôi sẽ gọi điện cho luật sư, nhanh chóng làm thủ tục ly dị ngay bây giờ. Ông cứ ở đó đi, rồi chờ giấy gọi của tòa án. Mình à, thôi mà bớt nóng đi. Bớt ra.
Tôi xin lỗi, tôi biết là tôi sai rồi. Dù sao đi nữa thì bà muốn làm gì cũng phải nghĩ tình nghĩa mình sống với nhau bao nhiêu năm nay. Mà cũng tại con nhỏ đó nó gạ gẫm tôi, chứ tôi đâu có, ý của tôi đâu phải là như vậy đâu. Ông nói cái gì? Nó gạ gẫm ông hả? Ừ. Hay là cái thứ dê dài như ông á? Ông gọi điện cho nó, ông mua cái này cái nọ cho nó. Tôi không rành ông quá thì ai rành ông? Thôi mà, bà thông cảm đi. Bắt con gà cũng phải tốn một nắm gạo. Tôi nói thiệt mà. Thôi bỏ qua cho tôi lần này đi. Hả? Vậy đi Khánh ơi, sáng rồi kìa. Ủa? Nội đâu rồi? Vậy đi em. Chắc là chỉ đi tập thể dục quá. Chị coi nè, chị đủ bỏ đi rồi. Hả? Tao xin lỗi, tụi bay đừng kiếm tao nữa. Tao thấy xấu hổ lắm. Tao không còn mặt mũi nào ở lại đây. Và cũng không muốn làm liên lụy tới mọi người. Tụi bay đừng buồn tao nha. Trời ơi, sao nó phải làm như vậy? Có ai trách móc gì nữa đâu chứ. Có cái gì vậy hai chị? Chị nụ bỏ đi rồi, chị viết thư lại cho phòng mình nè. Không biết con nụ nó đi đâu. Ngoài tụi mình ra, nó đâu còn chỗ nào để đi. Có khi nào chị đủ làm chuyện dại dột không? Sao em thấy lo quá. Con nụ á, nó thương má và em nó lắm. Mà giờ nó lại là đồng chính trong nhà nữa. Không có nó thì nhà nó không biết làm sao hết. Lúc trước á, nó đi theo ông Ban, một phần cũng là vì gia đình nó. Chị nghĩ là nó không muốn bị mọi người đàm tiếu về nó nên mới bỏ đi thôi, chứ không có nghĩ quẩn đâu. Tội nghiệp cho chị. Hay là để chiều nay anh chị em đi một vòng thử tìm coi, biết đâu tìm thấy đồ thì sao. Dạ. Chiều nay tan ca chị sẽ tới chỗ con Nga hỏi thử coi con nụ nó có ghé không. Tại vì ngoài phòng mình ra, con nụ nó chỉ chơi thân với con Nga thôi. Thôi hai chị em mau ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Mọi chuyện để từ từ rồi tính. Giờ có lo nhiều quá cũng không giải quyết được gì đâu. Phải ăn cho có sức khỏe mới tìm nụ được chứ. Ăn đi em. Dạ. Dạ.
cô tới xin việc hả? Dạ. Ở đây có tuyển công nhân không anh? Không cô ơi. Dạo này kinh tế khủng hoảng, hầu hết các xí nghiệp mà rất ít các đơn đặt hàng, nên gặp nhiều khó khăn lắm. Người ta còn tìm cách cho nhân viên nghỉ bớt, không có nhận thêm đâu cô. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Không có chi. Mời vào. Anh ơi, anh cho em hỏi, ở đây có tuyển công nhân không vậy anh? Không em ơi, dạo gần đây tình hình sản xuất đang gặp khó khăn lắm, ít việc, xí nghiệp lại đang thừa người nữa. Hôm qua vừa mới cho mấy chục người nghỉ việc đó. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì đâu em. Alo. Anh Thuấn đây. Tối nay anh cần gặp gấp em ở quán. Ok anh. À, tới quán ngày xưa của tụi mình nha. Ừ. Tỏ ra lạnh lùng xa cách với em như vậy. Không phải là anh lạnh lùng hay xa cách gì với em, nhưng em cũng phải hiểu, chuyện của tụi mình đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ mỗi chúng ta đều đã có cuộc sống riêng. Hãy để cho quá khứ ngủ yên đi. Em đừng bao giờ nhắc tới nó nữa. Tại sao lại phải kết thúc? Trong khi em vẫn còn rất yêu anh mà. Trải qua những chuyện không hay trong quá khứ, bây giờ anh thực sự mong muốn có một cuộc sống yên ổn. Lúc bị bắt, anh không khai ra em, mà một mình gánh chịu. Em hãy nghĩ tới điều đó mà buông tha cho anh, được không? Em không bao giờ quên điều đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà em nhận ra cả cuộc đời này không ai tốt với em như anh. Cũng không có ai yêu em nhiều như anh hết. Anh ơi, tại sao em không thể cùng anh tạo dựng một cuộc sống mới bình yên như anh mong muốn? Diễm à, thực sự bây giờ anh không còn tình cảm gì với em hết. Em đừng cố đi kéo nữa. Em không cần biết, nhưng từ trước tới giờ, thể em đã muốn điều gì thì em nhất định phải có cho bằng được. Chắc anh hiểu tính em mà. Thật ra thì em không hề yêu anh. Em chỉ muốn có được anh, sở hữu anh, nên không thể thuộc về người khác thôi. Em có biết em làm như vậy thì chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi không? Em mặc kệ, nhưng em nói cho anh biết, em dứt khoát không để ai có được anh đâu, kể cả con nhỏ công nhân đó. Đi cưng, vé cũ đi. Thêm chút đi anh. Ui.
Anh ơi. Anh. Đi nhiều em. Hay là em chỉ qua đêm thôi? Vậy nhiêu tiền nói đi em. Ồ em sợ. Anh không có tiền trả cho em hả? Không, tôi không đi đâu. Má nó, ghé đứng đường mà đặt làm sang. Anh ơi. Ê, con kia, đi chỗ khác cho người ta làm ăn. Bộ tính ra đây chơi hay sao hả? Sao còn chưa đi? Chàng rạng đây hoài chướng con mắt quá. Đi đi. Đã cùng đường mới ra đây mà còn mày đặt cao giá nữa. Con kia đúng là con khùng. Má chưa ngủ sao? Già rồi, ngủ ít lắm. Còn con, bộ có chuyện gì sao mà không ngủ được? Má, má còn nhớ Diễm không? Bữa nay cô tới công ty tìm con. Hả? Sao nó lại tới tìm con? Nó hại con ngồi tù còn chưa đủ sao? Mà nó tới tìm con để làm gì vậy? Diễm muốn con và cổ nó là tình xưa má. Rồi con trả lời nó làm sao? Con có còn yêu nó nữa không? Đó là chuyện quá khứ rồi má. Bây giờ trong lòng con chỉ có mỗi mình Khánh thôi. Ừ, con Khánh nó là đứa tốt. Con làm sao thì làm, đừng có để nó buồn. Chứ con Diễm má thấy không có được. Con ở tù gánh hết tội trạng cho nó, mà nó có vô thăm con một lần nào đâu. Người như vậy á, má thấy không có tốt rồi. Sống không có tình nghĩa gì hết trơn à. Thôi, con lên ngủ đi. Mai còn đi làm nữa. Thức khuya quá hả, không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ, con biết rồi. Má vô ngủ trước đi. Con ngồi đây chút xíu, con lên ngủ liền. Đi đi má. Ừ, má vô trước nha. Anh ơi, đi không anh? Em nè anh. Anh. Nhiều vậy em? Rẻ mà. Đi nha. Lên đi. Dạ. Đi không em? Đi với anh không em? Dạ, đi ạ. Bao nhiêu vậy em? Dạ, tùy anh thôi. Vậy lên xe đi em. Dạ. Không ngờ vớ phải khúc gỗ mục, đã không biết chiều khách mà mày đặt ra đứng đường.
sao bữa nay anh xin nghỉ để đưa em về nhà anh chơi vậy? Tại vì má nói má nhớ em, cho nên má kêu chở em về chơi. Với lại má cũng sắp về quê rồi. Sao anh không đón má anh ở chung với anh luôn? Chứ má chỉ có mình anh à. Một mình ở quê là có chuyện gì thì sao? Má anh cũng lớn tuổi rồi mà. Anh cũng muốn vậy, nhưng mà anh không có chịu. Má nói bây giờ má còn sức khỏe, nên má muốn sống với bà con hàng xóm thêm một thời gian nữa. Khi nào má muốn lên thì má sẽ nói. Anh chỉ biết vậy thôi, đành chiều má. Chứ biết làm sao bây giờ. Tới rồi đó em. Dạ. Má ơi, con về rồi nè. Em. Ủa dạ. Con tới rồi đó hả? Dạ, con chào bác. Ừ. Dạo này bác có khỏe không ạ? Ừ, bác khỏe. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Dạ, con có quà con biếu bác ạ. Con tới chơi là bác vui rồi. Quà cáp làm gì cho tốn kém. Lần sau đừng có làm vậy nữa nha. Dạ. Mà không có bao nhiêu đâu bác. Ít có dịp con tới chơi. Bữa nay á ở lại chơi với bác lâu lâu nha. Dạ. Má yên tâm đi, bữa nay á Khánh được nghỉ nguyên cả ngày mà. Thôi, để thằng Thuấn ở đây đi, con xuống bếp với bác nha. Ha. Dạ. Hai bác cháu mình đi. Ăn ở đây nha. Vô đi. Vô đi, vô đi. Dạ em chào chị. Em về rồi chị ơi. Dạ em chào mới chị. Về hả em? Ngồi đi cưng. Giới thiệu với hai em, đây là chị anh. Chị sẽ là người giới thiệu việc làm cho hai em đó. Thì ra đây là hai cô bạn đang tìm việc mà em nói với chị đó hả? Trời ơi, nhìn dễ thương quá à. Hai em cứ yên tâm ở lại đây. Nếu đã là bạn của em trai chị thì chị sẽ giúp hết mình. Chị nhất định sẽ kiếm cho hai em công việc lương thật cao để tha hồ mua sắm và chát chít, em có chịu không? Dạ tụi em cảm ơn dạ, chị. Dạ tụi em cảm ơn chị. Em đưa hai bạn lên phòng nghỉ đi, chờ con Quyên dẫn mấy đứa dưới quê lên rồi đi luôn. Ủa đi đâu vậy chị? Thì đưa tụi em đi kiếm việc làm chứ đi đâu. Thôi hai đứa lên phòng nghỉ cho khỏe nha. Dạ đi. Dạ tụi em chào chị. Dạ chị em đi. Alo. Tốt. Mày theo dõi luôn. Coi con nhỏ ở đâu nghe chưa? Hey. Đi không anh? Bao nhiêu thì ok? Cái đó thì tùy anh. Tàu nhanh hay qua đêm? Thì em cứ ra giá đi. Tàu nhanh thì 200, còn qua đêm thì 500, nhưng tiền phòng anh chịu nha. Thôi được, lên xe đi. Đi anh. Đi dữ quá ha. Trinh rửa trái cây ăn đi. Thấy em thèm chua nên chị mua cho em á. Em cảm ơn chị nha. Ủa mà cả ngày hôm nay chị đi đâu vậy? Có đi đâu đâu. Anh Thuấn chở chị về nhà ăn với má anh bữa cơm. Má ảnh cũng sắp về quê rồi. Ghê nha. Em thấy hai anh chị tiến triển nhanh ghê á. Thôi đi, nhanh gì chứ. Chị tới chơi cho biết nhà chứ có gì đâu à. Chứ chị cũng gặp má ảnh trước đó rồi mà. Không lẽ chị đơn giản vậy thôi sao? Con nhỏ này chọc chị hoài à. Đi rửa trái cây đi, nhanh lên. Dạ.
Cẩn thận. Từ. Bữa nay á, tự nhiên có hai người xin nghỉ cùng lúc, làm cả tổ á đồn rùm lên. Ngày mai đi làm, thế nào em cũng bị chọc cho coi. Người ngoài thì em chưa thấy ai chọc, chứ người trong nhà thì em thấy rồi đó. Có chị thì có, mà chị tới nhà anh Nhân hoài, có ai nói gì đâu. Nè, mấy chị ăn trái cây đi. Làm phiền em quá ha. Nè, ăn đi. Chị, những lúc mà em thấy mấy chị em mình quay quần bên nhau như vậy nè, em lại thấy nhớ chị Nụ quá. Không biết bây giờ chị làm sao. Có khi nào chị về quê không chị? Chị nghĩ á, Nụ vẫn còn ở Sài Gòn. Nhưng vì muốn tránh mặt tụi mình nên không có muốn để cho ai biết thôi. Nó phải ở lại đây đi làm kiếm tiền thì nó mới lo cho má chứ em nó được chứ. Về quê á, nó đâu biết làm gì. Em nghĩ bây giờ á, mình cũng đừng có mất công tìm kiếm nữa. Chị đã cố tình trốn tránh, mình có kiếm kiểu gì cũng không ra đâu. Cứ để khi nào chị hết buồn, hết mặc cảm thì chị sẽ quay về thôi. Ừ. Tối qua chị Khánh làm gì mà không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại hoài vậy? Trời ơi. Thì người ta đi ăn cơm với mẹ chồng tương lai nên về khó ngủ chứ sao. Đây chị. Đúng là vui quá, cũng làm người ta thao thức. Gì đây? Thao thức hồi nào mà thao thức? Tối hôm qua tôi mệt quá, tôi nằm ngủ, có biết gì đâu. Dám nói vậy à? Thôi, có thì nhận đi, đừng có cháu quanh nữa. Trời ơi, chị ơi, cho em xin đi mà. Em không có. Thôi ăn cơm đi rồi đi làm. Hôm nay có người mời ăn sáng hả? Ừ. Ngu gì không ăn. Nè. Dạ. Anh Thuấn ơi, anh Thuấn. Ai đó? Anh Thuấn ơi. Dạ, con chào bác. Dạ, con là Diễm. Bác còn nhận ra con không? Cô tới đây làm gì vậy? Cô hại con tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? Chuyện đó qua lâu rồi mà bác. Mà cũng tại anh Thuấn, không có hên, chứ đâu phải tại con đâu. Chuyện giữa cô với nó đã chấm dứt từ lâu rồi. Giờ cô để cho nó yên đi. Con với anh Thuấn chỉ tạm xa nhau, chứ đâu đã chấm dứt đâu bác. Con vẫn còn yêu anh Thuấn nhiều lắm bác à. Bây giờ thằng Thuấn nó có bạn gái rồi, cô đừng tới đây làm phiền nó nữa. Cô hãy để cho cuộc sống của nó bình yên đi. Nó đau khổ vì cô quá nhiều rồi. Cô công nhân đó quê mùa như vậy mà bác cũng chấp nhận được hả bác? Cô đâu có xứng đáng với anh Thuấn đâu. Người ta tuy là công nhân quê mùa, nhưng người ta tốt hơn cô gấp trăm lần luôn. Cô về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đúng là già cả không biết gì hết á. Dám đem con nhỏ đó ra, so sánh với mình. Chị Khánh, có người gửi cho chị nè. Gì vậy?
em cũng biết nữa. Cảm ơn em. Chắc lại là thư tình của chàng nữa chứ gì. Chị chỉ giỏi suy đoán lung tung không à. Ủa, em thắc mắc là ai hẹn gặp em phải không? Em uống gì không? Gọi đi rồi mình nói chuyện. Dạ được rồi. Ủa mà chị biết em? Chị là bạn gái của anh Thuấn. Chắc là anh Thuấn vẫn chưa nói cho em biết phải không? Chị và anh Thuấn quen nhau mấy năm nay rồi. Thời gian qua chị có việc nên phải đi xa một thời gian. Nhưng mà chuyện giữa chị với anh Thuấn thì liên quan gì tới em? Chị biết thời gian này anh Thuấn đã dành một tình cảm đặc biệt cho em, nhưng mà chị không muốn anh lạc đường thôi. Nhưng mà em với ảnh... Chị hiểu, đàn ông ai cũng có những lúc lầm đường lạc lối. Chị thật sự không muốn em phải khổ. Dì Đặt, tình cảm không đúng chỗ. Em hiểu ý chị chứ? Dì đừng lo, em và anh Thuấn không có chuyện gì đâu. Tụi em chỉ là bạn bè làm chung thôi. Nhưng theo như chị thấy, hai người đâu có đơn giản là bạn bè. Dì tin hay không thì tùy chị. Nếu em nói thì chị cũng đành tin vậy. Chị hy vọng em hiểu vì sao hôm nay chị hẹn gặp em ở đây. Chị dứt khoát không bỏ qua cho kẻ nào giật bạn trai của mình đâu. Thôi chị phải về có gì. Hy vọng là không phải gặp lại em lần nữa nha. Chào em. Sao vậy? Từ trưa tới giờ á, chị thấy em buồn chứ lại không có nói năng gì hết. Bộ em với anh Thuấn có chuyện gì hả? Không có gì đâu chị, tại nay em thấy hơi mệt thôi. Rồi vậy thôi, mình về nhà nghỉ sớm đi em. Ủa má, má sắp xếp đồ đạc xong chưa má? Xong rồi. Đồ của má đâu có gì nhiều đâu, xếp chút xíu là xong à. À Thuấn à. Dạ. Hồi sáng con Diễm nó có tới đây. Cô tới làm gì vậy má? Nó nói là nó tới nó thăm má. Nhưng má nghĩ không phải vậy. Nhìn thái độ và cách nói chuyện của nó, má nghĩ nó không dễ dàng mà từ bỏ con đâu. Con phải cẩn thận đó, đừng có để cho con Khánh nó biết là con Diễm nó trở về. Kẻo mà nó hiểu lầm á thì không hay. Dạ, con biết rồi. Má yên tâm đi, con sẽ cố không để Khánh buồn đâu. Thiệt,
gặp con Diễm rồi á, để con một mình ở đây á, má không có yên tâm về quê chút nào hết trơn á. Từ trước tới giờ, hễ em đã muốn điều gì thì nhất định phải có cho bằng được. Anh hiểu tính em mà. Ủa, anh Thuấn, anh mới tới hả? Ừ. Anh vào nhà chơi. Dạ, em chào anh. Ừ, chào em. Mình đi đi. Tụi em ra ngoài chút nha. Em mệt hay sao mà nằm sớm vậy? Mà em đã ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Lúc chiều tan ca, anh tính rủ em đi ăn. Nhưng mà em chạy xa nhanh quá, anh theo không kịp. Anh Diêm có chuyện gì phải không? Bữa nay anh thấy em hơi lạ. Anh có người yêu rồi, sao còn làm như vậy với em chứ? Ai nói với em vậy? Anh làm gì có ai khác ngoài em chứ? Không có, hay là anh không muốn nói cho em biết? Nhưng em nghe ai nói anh có giấu em gì đâu. Ai nói thì có gì là quan trọng đâu chứ. Em biết là được rồi. Em gặp Diễm rồi phải không? Vậy là chị ta đã nói đúng. Tại sao lại có thể làm vậy với em chứ? Cô ta đúng là... Mọi chuyện như vậy là quá rõ ràng rồi. Em nghĩ tụi mình nên quay về như trước đây thì tốt hơn. Em nghe anh giải thích được không? Anh về đi. Bây giờ em không muốn nghe gì hết. Em muốn ở một mình. Thôi được. Anh biết giờ anh có nói gì em cũng không tin anh. Nhưng rồi sẽ cho em thấy anh không phải là người như vậy. Thôi, em nghỉ đi. Anh về đây. Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Lâu lâu đi dạo cũng thấy vui hả chị? Ủa, anh Thuấn về hả? Ừ, anh về đây. Chào hai em nghe. Dạ, chào anh. Chào anh. Anh về. Em với anh có chuyện gì hả? Em sao vậy? Sao lại khóc? Em tin nhầm người rồi chị. Là sao? Có chuyện gì em nói rõ cho chị nghe coi. Chị có biết lúc trưa em ra ngoài làm gì không? Bộ của anh Thuấn nhờ người chuyển giấy hẹn với em gặp ở quán nước đối diện xí nghiệp mình á. Quá ra anh có người yêu rồi. Vậy mà. Nhưng mà em có chắc không?
Thì chính người đó nói với em vậy mà. Chị ta còn nói á, chị ta và anh Thuấn đã quen nhau mấy năm nay rồi. Rồi anh Thuấn nói sao? Anh thì nói không có chuyện đó. Nhưng mà nếu như vậy á, thì chị kia là ai chứ? Vậy em có nghe anh Thuấn giải thích không? Thôi vậy tạm thời em cứ để một thời gian xem sao. Mọi chuyện đừng quyết định vội vàng quá. Chị nghĩ anh Thuấn không phải là người như vậy đâu.